Today I am announcing the normalization of diplomatic relationships with Vietnam. Năm 2000 chúng tôi nhận được cái nhiệm vụ rất là đặc biệt đón Tổng thống Mỹ Bill Clinton lần đầu tiên đến thăm Việt Nam. Cờ hoa rực rỡ rồi tất cả mọi thứ ở sảnh, nhưng cuối cùng ông lại không đi vào đường đó, ông đi một con đường khác. Họ không cần đẹp, họ chỉ cần an toàn thôi. Lúc đầu họ rất là cảnh giác. Tự Tổng thống Bill Clinton phá vỡ cái ranh giới mềm đó, bắt tay và thăm hỏi nhân dân Việt Nam rất là gần gũi. Trước khi Tổng thống sang, Bill là chưa có đại sứ quán Mỹ, mà chỉ là cơ quan lãnh sự của đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội thôi. Thông báo là sẽ chọn một số địa điểm đón tiếp Tổng thống Bill Clinton. Đội bạn cử một cái đội tiền trạm khoảng 40 nhân viên an ninh khảo sát tình hình khách sạn, chọn 3 tầng của khách sạn U, lắp rất nhiều thiết bị về kiểm tra an ninh, kiểm tra bom mìn, kiểm tra chất phóng xạ, kiểm tra các loại chất độc và giám sát được cả từng cái bước chân ấy. Trên tầng thượng thì là đặt một cái trạm quan sát, người ta có các thống cái ống nhòm ấy, người ta quan sát được tất cả xung quanh và tất cả cái trục đường tổng thống đi và tổng thống về. Khi có tình huống xảy ra, trực thăng có thể bay treo ở đấy và một đường thoát hiểm ở trên đó. Là nhân viên khách sạn lúc ấy cũng phải chọn lọc những nhân viên giỏi về nghiệp vụ nhưng mà phải có trong sáng về lai lịch chính trị. Nên là tất cả những lực lượng thì đều có phù hiệu riêng. Riêng mà bên phía bảo vệ của khách sạn chúng tôi có 4 người thì được cấp 4 cái phù hiệu này. Là người khu vực nào ở khu vực đó thì không được đi lại lung tung. À, 11 giờ đêm, khoảng 11 giờ đêm thì Tổng thống mới đến khách sạn. Mặc dù ở trên cái sảnh của khách sạn thì lúc ấy là chuẩn bị cờ hoa rồi là các lực lượng chuẩn bị đón tiếp rồi là trang trí từ giải thảm rất đẹp nhưng Tổng thống không vào bằng đường đó. Và đi qua bằng cái lối cái đường rất đơn giản là đi qua một cái phòng họp, dùng thang máy phục vụ riêng cho nhân viên của khách sạn ấy để lên tầng chứ không dùng thang máy xịn của khách sạn để đón khách. Mỗi một lần ông sử dụng một đường là ra cửa Đào Tấn đã sử dụng một lần, một đường xuyên qua phòng họp này ra phía cái đường đôi lên khách sạn một lần, và một lần sử dụng cái cửa đường thoát hiểm ra phía sau, không lần nào là lặp lại lần nào. Chỉ nhận được thông báo của bên phía an ninh của họ trước 15 phút. Và trong 15 phút đấy chúng tôi phải triển khai được xong các phương tiện tối thiểu để đảm bảo an ninh cho Tổng thống. Tôi đi một bước, họ theo một bước, từng bước xem mình làm chăn, làm ga, làm vỏ gối, làm giường như thế nào, rồi lau bụi ra làm sao, làm khu vực nhà tắm như thế nào, họ đều theo sát từng bước một. Ở trên này là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bên cạnh mình lúc nào cũng có một anh gọi là vệ sĩ, anh đi theo, anh ấy hỏi mình là mình có cần gì không, mình cần mang gì không. Họ rất nice, họ nói là họ giúp mình bưng bê để mình là lady, mình là phụ nữ. Thế nhưng thực tế ra là người ta theo mình để người ta xem là mình có mang những cái gì khác ngoài những cái đồ ăn uống không để lên cái tầng này. Tôi chuyển món từ bếp lên, bên y tế của họ cũng đi cùng với mình, kiểm tra mình từ cái khâu mà nấu ra thành phẩm, sau đó mình chuyển lên. Đấy, và chuyển lên xong rồi là họ đi cùng với mình. À, đến bao giờ cái đồ ăn mình đưa phục vụ xong cho khách thì mình lại đi ra ngoài, đi đâu cũng có theo dõi hết, kiểm tra, thế là một vòng khép kín. Tổng thống ở khách sạn thì chỉ có một ngày một đêm thôi, thế nhưng mà rất là căng thẳng mà luôn luôn trực, mà lúc ấy thần kinh căng như dây đàn ấy, cái áp lực rất là lớn. Có một đội khoảng 20 vệ sĩ bao giờ cũng đi hai bên hộ tống, hai nhân viên đi cùng tổng thống thì bao giờ mang theo hai keo giáp chống đạn. Họ lúc ấy sang, lúc đầu họ rất là cảnh giác. Mình bao nhiêu năm chiến tranh với Mỹ, và sau giải phóng miền Nam xong thì lúc là Mỹ cấm vận và dân mình rất là khổ. Hơn nữa là cái sự mất mát trong chiến tranh thì ít nhiều là người ta cũng đề phòng, người ta sợ có cái sự hằn thù ấy. Cho nên lúc đầu sang thì mọi chi tiết của họ là rất tỉ mỉ và người ta rất là lạnh lùng. An ninh cho Tổng thống chỉ thoải mái, tức là tôi nhớ không nhầm là sau cái buổi nói chuyện ở trường Đại học Quốc gia với lại toàn bộ giới trí thức của Việt Nam, sau khi tiếp nhận được cái tinh thần thái độ cởi mở của bên phía Việt Nam thì lúc ấy Tổng thống lại rất cởi mở. Sau đó Tổng thống đi ra Văn Miếu và đi ra Hàng Gai thì dân Việt Nam được đón tiếp rất nồng nhiệt và Tổng thống cũng không phải e dè gì an ninh ở lúc ấy. Mặc dù bên an ninh Việt Nam đã căng những cái hàng rào, đặt những cái barrier để ngăn cái dòng người không cho tiếp cận Tổng thống thì
Tổng thống Bill Clinton là người phá vỡ cái ranh giới đó, vít cái dây hàng rào xuống và đi ra gặp, bắt tay và thăm hỏi nhân dân Việt Nam rất là gần gũi. Tổng thống rời khỏi khách sạn thì tất cả những vệ sĩ và đoàn an ninh họ cũng chào hỏi và người ta cảm ơn và có tặng nhau những cái quà lưu niệm. Cái một kỷ niệm rất là nhớ trong cuộc đời làm nhân viên. Khi đảm bảo an ninh cho đoàn tổng thống Mỹ thì bao giờ cũng gây một tiếng vang lớn. Mà không phải cái lực lượng bảo vệ khách sạn này đâu, mà toàn bộ an ninh của toàn của quốc gia. Từ cái con người Việt Nam là hết sức thân thiện. Như là một cái thông điệp cho tất cả các nguyên thủ các nước khác là đến Việt Nam là an toàn, đến Việt Nam là thân thiện.